và nhân phẩm thứ hai là một nhân phẩm sẽ đưa ta về với vùng trời tuổi thơ, với tiếng ru của mẹ hiền, với những vòng tre xanh của quê hương, tuổi thơ tôi. Bài này cô tặng cho Baby nha. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh núi tre, quê hương tuổi thơ. Đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông mưa êm đềm, hạt dừa đã bong, non cháy giữa đồng. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ tan. Người dân con yêu thương chuyện nhà, nguồn nước nước lũ kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại tiếng đàn ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một nơi ấy kia, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cũ mẹ kể năm nào. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh núi tre, quê hương tuổi thơ. Đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông mưa êm đềm, hạt dừa đã bong, nắng cháy giữa đồng. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Người về vui vẻ yêu những chiếc nhà, mùa đông tuyết lũ bắt cá giữa đường. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu tư, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu tư, cho tôi một ngày. Mẹ cứ
Ngài ơi, cảm ơn các bạn.